Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện kỳ tối ích hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện phần 2 là phần hỏi đáp trong đề thi tối ích bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu số 18 trong đề số 1. Và trước tiên chúng ta cùng nghe lại câu hỏi này nhé. Number 18. What was our net profit for the second quarter? A. No, he arrived first. B. At the new tennis club. C. $10,000. Vừa rồi, sau khi nghe lại câu hỏi, các bạn đã biết đáp án đúng là gì hay chưa? Khi đi thi với phần 2, phần hỏi đáp trong đề thi TOEIC thì các bạn sẽ được gặp những câu hỏi tương tự như câu vừa rồi. Có nghĩa là các bạn sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu nói mà kèm theo sau đó là 3 phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ của các bạn là phải nghe hiểu, đồng thời chọn ra được đáp án trả lời phù hợp nhất với câu hỏi hoặc câu nói ở bên trên. Sau đó thì khoanh vào phiếu trả lời chọn làm đáp án đúng. Và tổng cộng phần 2 này thì có 25 câu hỏi, từ câu số 7 đến câu 31. Và để giúp các bạn làm phần này thật tốt, thì trong mỗi bài phân tích, mình sẽ giúp các bạn luyện nghe và luyện nói theo một câu trong đề để giúp các bạn phân tích đáp án, học từ vựng, ngữ pháp cũng như củng cố kỹ năng làm đề. Và chúng ta sẽ lần lượt nghe lại từng phần để xem là người ta nói gì, hỏi gì và trả lời ra sao. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe lại với phần câu hỏi đầu tiên nhé. What was our net profit for the second quarter? Câu hỏi vừa rồi mà các bạn được nghe là What was our net profit for the second quarter? Câu này có nghĩa là lợi nhuận sau thuế của chúng ta trong quý 2 là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi ở dạng quá khứ dùng rất phổ biến trong đề thi phần 2 hỏi đáp của tối. Và bây giờ thì chúng ta cùng học một số từ vựng mới cũng như tìm hiểu thêm một số chú ý về ngữ pháp nhé. Đầu tiên người ta hỏi về lợi nhuận sau thuế. Ở đây được dùng là net profit. Say it again. Net profit. Lợi nhuận sau thuế hay còn được gọi là lợi nhuận ròng là phần lợi nhuận cuối cùng sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí và thuế. Các bạn chú ý nhé. Say it again. Net profit. Và trong cụm từ này thì từ chỉ lợi nhuận là profit. Again, profit. Và để chỉ lợi nhuận cuối cùng, người ta thêm từ net ở phía đằng trước. Và cả cụm là net profit. Say it again. Net profit. Và đây người ta hỏi là lợi nhuận sau thuế của chúng ta là bao nhiêu? What was our net profit? Ở đây là câu ở dạng quá khứ, bởi vì để biết lợi nhuận cuối cùng thì nghĩa là cái quý đó tình hình kinh doanh đã phải được xem lại rồi và nó đã qua rồi thì mình mới nhìn lại và biết chính xác lợi nhuận của quý là bao nhiêu. Nên đây được dùng ở thì quá khứ. Động từ to be is được chuyển về dạng quá khứ là was. Say it again. Was. What was our net profit? Và was với our có thể nối âm luôn. Nên các bạn có thể nghe trong câu thành what was our net profit? Các bạn chú ý phần này nhé. Tiếp theo ạ, trong quý 2, for the second quarter. Ở đây người ta dùng từ chỉ quý là quarter. Again, quarter. Và khi lướt âm một chút và khi nói trong văn nói hàng ngày của Anh Mỹ thì do âm số 2 không phải là trọng âm nên người ta có thể lướt âm T ở đây thành na ná như âm D thành quarter. Quarter, như vậy ạ. Và quý 2, quý 2 thì người ta sẽ dùng số thứ tự là second chứ không dùng số đếm 2, các bạn chú ý nhé. Quý 2 được dùng dạng xác định là the second quarter. Again, the second quarter. Và trong quý 2 với một khoảng thời gian người ta sẽ dùng giới từ for. For the second quarter. Very good. Và cả câu hỏi của chúng ta là what was our net profit for the second quarter? Và lợi nhuận sau thuế của chúng ta trong quý 2 là bao nhiêu? Say it again. What was our net profit for the second quarter? Very good. Và với một câu hỏi về lợi nhuận như thế này thì mình có thể dự đoán là đáp án trả lời sẽ trả lời về một số tiền hoặc những câu nói tương tự để ám chỉ liên quan đến một số tiền. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe lại từng đáp án để xem đâu là đáp án đúng nhé. Và đầu tiên là đáp án A. A. No, he arrived first. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là No, he arrived first. Câu này có nghĩa là không, anh ấy đã đến trước. Và mình thấy câu này thì không có liên quan gì đến câu hỏi What was our net profit for the second quarter? Bởi vì câu hỏi là hỏi về lợi nhuận sau thuế của chúng ta trong quý 2 là bao nhiêu. Nhưng câu A lại là No, he arrived first. Là không, anh ấy đã đến trước. Nó không liên quan gì cả nên đây là đáp án sai, mình sẽ loại.
Tuy vậy thì trong câu A có một số từ vựng dùng rất phổ biến trong đề thi và trong văn nói hàng ngày nên chúng ta cùng học nhé. Đầu tiên họ dùng là anh ấy đã đến, thì đã đến dùng là arrived. Đây là động từ đã được chia về thì quá khứ, các bạn chú ý nhé. Còn dạng nguyên thể chỉ việc đến là arrive, again, arrive. Và được chuyển về dạng quá khứ là arrived. Khi học một động từ các bạn hãy nhớ học cả ba dạng của động từ. Giống như động từ đến này thì dạng nguyên thể sẽ là arrive. Dạng quá khứ sẽ là arrived. Và dạng quá khứ phân từ hai là arrived. Và đây thì được dùng ở dạng quá khứ. Anh ấy đến trước, đã đến trước là he arrived first. Và đây dùng đến trước, trước thì người ta dùng từ first. Again, first. Very good. Và cả câu đáp án A là no, he arrived first. Say it again. No, he arrived first. Very good. Và tiếp theo, đáp án B. B. At the new tennis club. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là at the new tennis club. Câu này có nghĩa là tại một câu lạc bộ quần vợt mới. Và câu trả lời này thì mình cũng không thấy liên quan gì đến câu hỏi what was our net profit for the second quarter. Câu hỏi là lợi nhuận sau thuế của chúng ta trong quý 2 là bao nhiêu? Câu B là at the new tennis club, tại một câu lạc bộ quần vợt mới. Chúng không liên quan gì đến nhau cả nên đây là đáp án sai, mình sẽ loại. Tuy vậy thì chúng ta cùng học từ vựng mới ở đây. Từ chỉ câu lạc bộ là club. Again, club. Câu lạc bộ quần vợt thì quần vợt là tennis. Again, tennis. Và ở đây dùng một tính từ chỉ mới, mới là new. Again, new. Tại một câu lạc bộ quần vợt mới. At the new tennis club. Say it again. At the new tennis club. Very good. Và cuối cùng, đáp án C. C. $10,000. Câu vừa rồi các bạn được nghe là $10,000. Câu này có nghĩa là 10.000 đô la. Đây là một câu trả lời mà mình cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp với câu hỏi what was our net profit for the second quarter? Bởi vì người ta hỏi là lợi nhuận sau thuế của chúng ta trong quý 2 là bao nhiêu? Thì câu C trả lời là $10,000 là một câu trả lời về số tiền 10.000 đô la hoàn toàn phù hợp. Nên mình sẽ chọn đây làm đáp án đúng. Và chúng ta cùng học một số từ vựng mới ở đây. Đầu tiên, từ chỉ đơn vị tiền tệ đô la trong tiếng Anh là dollar. Again, dollar. Và dạng số nhiều là dollars. Again, dollars. 10.000 người ta dùng là 10,000. 10 là 10. Again, 10. Nghìn là 1,000. Again, 1,000. 10.000 đô là $10,000. Say it again. $10,000. Very good. Number 18. What was our net profit for the second quarter? A. No, he arrived first. B. At the new tennis club. C. $10,000. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần luyện nghe trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa, các bạn sẽ được tiếp tục nghe một câu hỏi ở trong phần 2, phần hỏi đáp giống như khi đi thi thật. Có nghĩa là các bạn sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu nói mà kèm theo sau đó là ba đáp án A, B, C. Việc của các bạn là vừa nghe, vừa ghi lại những gì nghe được, đồng thời là mình sẽ chọn ra đáp án đúng và bình luận xuống phía dưới để mình biết là các bạn đã nghe được những gì. Và đáp án chi tiết của câu hỏi này sẽ được phân tích trong bài kế tiếp. Vậy nên là các bạn nếu xem chương trình này thấy hay và hiệu quả thì hãy ấn nút đăng ký và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng tiếp theo của mình. Trong mỗi bài giảng mình đều gắn hết toàn bộ tài liệu ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện tải về cho việc học. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Goodbye, see you next time. Number 19. Why don't you check the prices at a different paint store? A. Is there one that you suggest? B. Check-in is at 11 o'clock. C. No, she's a photographer.